Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video review tiếp theo được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh NTG Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Và chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tìm hiểu về nhân vật Đường Tam. Nói chính xác hơn thì là tìm hiểu về các hồn cốt hồn kỹ, lĩnh vực hồn kỹ, hải thần thần kỹ, tu la thần kỹ, thần khí, đường môn tuyệt học, hạo thiên tông tuyệt kỹ, hồn đạo khí, ám khí và thủ pháp ám khí. Tất cả sức mạnh của Đường Tam sẽ được liệt kê trong video này. Và tất nhiên thì trong video này, mình sẽ bỏ qua các hồn kỹ vũ hồn. Trước khi đến với video clip ngày hôm nay, thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG. Rồi, không dài dòng nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Bên ngoài phụ hồn cốt có bát chu mâu, tiến hóa vượt qua thần khí, có khả năng cường hóa tất cả đạt 50%, chiếm đoạt hồn lực của đối phương dùng cho bản thân và có kịch độc. Hải thần bát rực, 8 cây chu mâu co rút lại đổi thành biến lớn, rồi sau đó giãn ra thành 8 cánh to lớn màu vàng, mỗi một cánh đều dài trên 2 thước, trên đôi cánh rộng. Khi bay, xuất hiện ra ánh sáng màu vàng sáng chói trong suốt, phần cuối của cánh cực kỳ sắc bén, giống như một thanh kiếm. Đầu lâu, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, tử cực thần quang, đòn tấn công là đơn điểm, do sức mạnh tấn công tập trung một chỗ, sức mạnh hủy diệt được tạo ra cũng vô cùng khủng khiếp. Tay phải cốt, nhu cốt thỏ hữu tí cốt, có khả năng thần di, trong vòng 100 thước không có thời gian trì hoãn, vô địch kim thân, có thể miễn dịch bất cứ công kích nào từ thần cấp trở xuống trong 3 giây, nhưng thân thể vẫn bị xê dịch, mỗi ngày được sử dụng 3 lần. Thiên thanh ngưu mãn hữu tí cốt, khiến cho phòng ngự vật lý của đối phương mất hiệu quả. Một khi đã bị đánh trúng, kẻ địch bị mất đi năng lực hành động, giảm 10 lần tốc độ. Trạng thái tồn tại trong vòng 10 giây, tùy theo sức mạnh tinh thần của người bị trúng sẽ sinh ra biến hóa. Thiên thanh tịch diện lôi đình, đan thể công kích hồn kỹ, nếu thông qua hải thần tam xoa kích phát ra một kích, không những có thể làm cho thiên thanh tịch diệt lôi đình uy lực gấp đôi, đồng thời tiết kiệm 30% hồn lực, phẩm chất là 100.000 năm. Tay trái cốt, thái thản cự viên cánh tay trái cốt, vua rừng rậm thái thản cự viên hiến tế mà thành, phẩm chất 100.000 năm. Đùi phải cốt, làm ngân hoàng đùi phải cốt, làm ngân đế sau hiến tế còn thừa lại hồn cốt, phẩm chất là 100.000 năm, có khả năng tự tu bổ bản thân, tay chân gãy cũng có thể mọc lại. Chân phải cốt, tà ma hổ kình tà thoái cốt, là hổ kình tà ma phủ, hoạt động với công kích, cô động sức mạnh của cơ thể trên chân trái, tăng xương cho quyển kinh hồn cốt, biến thành một lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, công kích hình đan thể. Thân thể cốt, thâm hải ma kình khu can cốt, kỹ năng không rõ, phẩm chất 1.000.000. Hải thần thần kỹ gồm có hải thần, thôn phệ, bích ba, vô tận uất lam, thái âm chân thủy chi long, thủy nguyên tố phân thân, hoàng kim thập tam kích. Tu la thần kỹ, tu la thẩm phán, tu la huyết kiếm, tam giới thẩm phán chi kiếm. Thần khí gồm có hải thần thần khí, hải thần tam xoa kích, hải thần thần trang, tu la thần khí, tu la thần kiếm, tu la thần trang. Hạo thiên tông tuyệt kỹ gồm có loạn phi phong trùy pháp, đại tu di trùy, loạn phi phong trùy vũ, tử cực ma đồng trì tu la ma quang. Ám khí gồm có phật lộ đường liên, bạo vũ lệ hoa châm, cổng tước linh, tử mẫu đoạt mệnh chi hồn, hàm gia xạ ảnh, gia cát thần lõ, phi thiên thần chảo, khẩm bối hoa trang, vô thành tụ tiễn. Thủ pháp ám khí gồm có quan âm lễ, bồ đề huyết, diêm vương thiếp, 1001 đêm, long tu châm, phượng dẫn cửu số, bức rực luân hồi, lào yến phân phi, xuất thủ tiễn, lưu tinh nhân trùy, lưu tinh càn nguyệt, nhất thạch nhị điểu, thiên lữ tán hoa. Vừa rồi là một vài thông tin về hồn cốt hồn kỹ và các đường môn tuyệt học của Đường Tam. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Cuối cùng thì NTG xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.